nhà. Hôm nay mình nấu món gà. Gà nổ muối. Đây là hai con gà đã làm sạch. Đây là cái nồi. Cái nồi để tí mình nổ muối. Gà, sả, muối hột, gia vị để chín tí nữa ướp gà. Rồi với món gỏi lỗ tai heo. Gỏi lỗ tai heo đây, lỗ tai heo. Đây là gừng, sả, củ hành. Tí nữa mình luộc lỗ tai heo. Còn đây là cà rốt, củ cải trắng, dưa leo. Mình đã làm chua. Để ngồi mình làm gỏi. Rồi, bây giờ thì tới mình đầu tiên là mình làm công đoạn là mình ướp gà nha mọi người. Đây, 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng tiêu. Mình ướp sơ thôi. Trong thời gian ướp gà thì anh bỏ lỗ tai heo vô, với bỏ cái gia vị này, bỏ cái này trước nè anh. Bỏ đó vậy với nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối với 1 muỗng giấm. Giấm cho nó trắng á. Ướp gà. Tại vì mình rang muối là nó có cái độ mặn rồi, không có cần ướp muối, mình chỉ ướp cái này cho nó thơm con gà thôi. Làm đầu lòng rồi hết luôn cho nó ngon. Mình ướp gà này 10 phút nha mọi người. Đây, bụng gà thì mình bỏ vô, xả, muối. Rồi bây giờ mình nổ muối gà nha cả nhà. Đầu tiên mình bỏ muối vô trước, rồi muối tí lót dưới đáy nồi. Xong mình cắt xả vô. Thơm dữ á. Nấu muối thơm. Tại sao mình nấu cái nồi đất đó, nó ăn tốt sức khỏe. Còn mình không xài son nồi mà gan với nhôm. Gan nhôm nó đây, bị muối xả. Bỏ gà vô. Chưa có gà mà nó nặng. Này gà tre. Gà tre bởi vì phải làm hai con. Làm hai con gà tre ở nhà. Ăn lần phải hai con mới đủ. Không. Để lên nồi, để lên bếp. Nghe chưa anh? Rồi. À, mình giờ mình trộn gỏi nha cả nhà. Này là nước trộn gỏi nè. Còn có đường, chanh, nước mắm tùy theo gia vị của mỗi người. Đây mình bỏ vô đổ vô lỗ tai heo trước cho nó thấm. Trộn lên. Rồi anh coi dở cái nồi gà đi anh. Quá thơm. Quá thơm quá ngon. Quá đã, mềm mát. Được không? Gấp thêm cái gì cầm không? Ok ok. Thêm không anh? Có gì cầm không? Bỏ lỗ tai vô.
chưa? Mình vẫn xong chưa? Xong. Xong rồi chuẩn bị ăn luôn. Đây. Xong rồi mời cái nhà ăn với mình nha. Rồi mời cả nhà ăn. Ăn gì trước anh? Gà để xé gà. Xé gà. Wow. Nổi không? Con nào cũng mềm mà cắt đứt cái da thì cái đấy. Con bên bà đây cũng được. Ăn con này trước đi. Cắt cái giò ra trước. Cắt không, không bây giờ cắt mấy giò ra đi. Tại vì gà tre nó dài. Nó dài. Wow. Hay. Bắt cái đùi. Nóng. Nóng không? Nóng. Cái khớp chỗ nào? Hả? Rồi. Rồi. Cắt cái cổ ra. Mình xé luôn, cắt cổ đi. Mình xé. Lỡ tay rồi ăn xé luôn. Wow. Gà có trứng non. Ui, ăn từ từ đi. Nóng quá hả? Ui, nóng quá hả? Đây, cái đùi nè mọi người ơi, ăn đây, nước mắm mà. Ủa, muối ớt với lá chanh. Muối ớt chanh lá chanh. Tắm gà là siêu dách. Ngon. Đùi dừa. Ngọt. Ngọt. Nó thơm. Bớt này cũng ngon. Bỏ xương luôn á. Ngon quá à. Bắt vô kia. Cho kẹn xuống. Cầm nguyên vậy ăn nè. Khổ xé. Đố ăn con. Dạ. Nó đã phê luôn. Nước miếng nó chanh lên. Ăn vậy nè mới ngon. Nó quá cái nhợi. Nó ngọt. Gà có một chê à. Thịt chắc ghê luôn á. Thịt nó dài. Dài ngon. Quá ngọt. Trứng rồi. Trứng này cũng có trứng không? Ừ. Trứng ngon. Chưa ăn sao đi, nhà lo ăn thịt. Cũng ngon. Này trứng. Mỡ trứng quá trời luôn. Trứng. Quất cái đầu.
ăn gỏi đi. Gỏi ăn này vậy nè. Ừ. Lỗ tai heo quá trời ngon luôn. Dán súp nè. Âu. Tai ngon quá. Ôi ôi. Nó ngon. Vậy hầm phê. Mắm gà chế lên. Của anh hả? Rồi thôi. Ngon. Ngon. Ngon quá cả nhà rồi. Này đang bóc không? Còn bóc gà. Gỏ ngon quá. Vừa. Vừa ăn quá. Gỏ quá ngon. Nữa. Gỏ ngon. Không ngâm đá. Vớt ra. Luộc xong rồi chín rồi vớt ra bỏ vô nó đá liền. Thứ nhất là cho nó trắng thịt mà nó có độ giòn. Giòn quá. Nó ngon. Cũng ngon luôn. Đang ăn gà ngon mà ăn quả gỏi không muốn ăn gỏi đâu. Ngon quá con nhỏ. Cứ quên món vừa luôn. Ngon quá. Ngon quá à. Ngon quá. Quá ngon. Lâu lắm rồi mới ăn gỏi này đó. Gà nó ngon rồi mà ăn qua món gỏi thì nó ngon bắt coi như là nó mắc ngay á. Nó hợp món ăn quá. Nó mắc ngay luôn á. Có cái cánh gà rất là ngon. Coi ý này cho nó có muối nó mặn mặn à, cỡ này nó chua nó kích thích cái vị giác mình, nó bảo hòa với nhau quá. Nó hẳn ra cái này khỏi cần chấm luôn, gà khỏi cần chấm luôn. Clip tới đây tạm kết thúc rồi cả nhà ơi.
hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà nhớ đăng ký, chia sẻ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chào.